Xin chào quý vị và các bạn. Gần đây có nhiều thông tin cho rằng nấu quả đu đủ với lá trà xanh lấy nước uống để điều trị được một số các cái căn bệnh nan y. Vậy thì điều này có thật hay không? Thì trong video này chúng tôi sẽ giải đáp cho quý anh chị và các bạn về cái vấn đề này. Dùng quả đu đủ xanh thái lát nấu với lá trà xanh tươi để lấy nước uống có tác dụng điều trị bệnh gút vô cùng hiệu quả. Đây là một cái bài thuốc đơn giản dễ làm nhưng không phải ai cũng biết. Thì bệnh gút hay còn gọi là bệnh thống phong được biết đến là một cái căn bệnh của người giàu. Rất nhiều người đã tiêu tốn không ít tiền của nhưng vẫn không chữa khỏi được, trong khi chỉ cần là đun đu đủ xanh với lá trà xanh lấy nước uống cũng có tác dụng là bất ngờ rồi. Trong đu đủ xanh thì có chứa rất nhiều cái hàm lượng magie, kali và các loại enzyme cùng rất nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Đặc biệt là trong thành phần của đu đủ có chứa enzyme, một cái loại chất rất tốt cho người bệnh gút, vừa có tác dụng là tiêu hóa protein, ngoài ra thì còn có cái tính là kháng viêm mạnh mẽ. Ngoài việc điều trị bệnh gút, đu đủ còn có thể hỗ trợ điều trị rất nhiều bệnh khác như là nhiễm trùng tiết niệu, giảm triệu chứng buồn nôn, chữa táo bón cực tốt. Trà xanh cũng là một cái bí quyết tuyệt vời trong cái quá trình mà điều trị gút. Trà xanh là thứ nguyên liệu quá quen thuộc với chúng ta. Trong thành phần của trà xanh thì có chứa các hợp chất chống oxy hóa như là axit gallic và polyphenol, giảm triệu chứng viêm khớp của bệnh gút. Với một cái sự kết hợp hoàn hảo này, không chỉ đem lại cái sự an toàn cho người bệnh mà nó cũng đem lại hiệu quả không kém so với những loại thuốc khác. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị là một quả đu đủ bánh thẻ nặng khoảng 8 lạng đến 1 kg, lá trà xanh 50 g, một chiếc nồi để nấu. Cách chúng ta làm như sau: quả đu đủ bạn có thể băm ngoài vỏ và cho vào chậu nước sạch để đu đủ ra bớt nhựa, bổ đôi, bỏ phần hột bên trong. Và chúng ta chú ý là phải giữ nguyên vỏ của đu đủ vì trong vỏ có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho cái việc mà loại bỏ tô phi. Tiếp theo chúng ta hãy thái đu đủ thành từng miếng nhỏ, bắc nồi nước lên bếp, đun sôi xong cho đu đủ vào đun khoảng 5 đến 10 phút. Tiếp tục bạn cho lá trà xanh vào đun thêm khoảng 5 phút nữa, sau đó bạn có thể gạn lấy phần nước để sử dụng hàng ngày. Bài thuốc đu đủ xanh kết hợp với lá trà xanh không thể chữa dứt điểm căn bệnh gút của bạn, nhưng hiệu quả mà nó mang lại là rất tốt cho những người sử dụng lâu dài. Điều đặc biệt là nó hoàn toàn an toàn và không hề xảy ra các tác dụng phụ trong cái quá trình sử dụng. Và dưới đây là một số tác dụng khác từ quả đu đủ xanh. Thứ nhất là chữa được bệnh liên quan đến cổ họng. Với những người bị sưng amidan, các bệnh về cổ họng cũng như những cái bệnh về bạch hầu thì có thể ép nước đu đủ xanh, sau đó hòa với mật ong và uống đến khi thấy bệnh thuyên giảm. Cái thứ hai là phòng ngừa được bệnh về tim mạch. Đu đủ xanh có chứa chất oxy hóa, có khả năng ngăn ngừa được sự oxy hóa của cholesterol xấu, gây ra các cái bệnh liên quan đến tim mạch, giảm nguy cơ bị đột quỵ. Và cái tác dụng thứ ba là tăng kích cỡ vòng 1. Có rất nhiều bạn biết dùng đu đủ xanh có tác dụng tăng kích cỡ vòng 1 rồi. Đu đủ có thể là tăng kích cỡ vòng 1 được là do chất papain của đu đủ có khả năng giúp tiêu hóa protein, chất béo, carbon hydrate và các enzyme có tác dụng kích thích nội tiết tố nữ, làm tăng kích thước vòng 1. Ngoài ra thì để tăng kích cỡ vòng 1, bạn cũng có thể học cách nấu canh đu đủ hầm xương. Tuy nhiên thì chúng ta khi mà dùng đu đủ xanh, chúng ta cần lưu ý một số các cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là với những cái phụ nữ đang có thai thì tuyệt đối không dùng loại này vì rất dễ gây ra sảy thai hoặc là sinh non. Đu đủ rất giàu chất xơ và nhựa, trong đu đủ có khả năng kích thích dạ dày làm việc tốt hơn. Nếu dùng nhiều sẽ gây chướng bụng, viêm loét, nôn mửa. Và cái lưu ý tiếp theo là đu đủ xanh mang cái tính hàn, vì vậy mà khi đang đói hoặc bụng yếu sẽ gây đau bụng, tiêu hóa không tốt. Quý vị thân mến, cho nên đấy là một số cái công dụng của quả đu đủ khi mà kết hợp với lá trà xanh để điều trị bệnh gút và một số các công dụng khác của quả đu đủ. Và cũng rất mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp được cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị có được sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.